Dạ, Thái xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay thì Thái ở nhà. Thì hôm trước ba mình nói là ở ngoài mấy cây mít của mình có trái, mà có trái được một trái bự lắm. Thì ba mình có chặt rồi nhưng mà chưa có đem vô nhà. Thì hôm nay mình được ở nhà thì kêu sẽ trái mít đó ra ăn, đang cho bà con hàng xóm nghe, các cô chú anh chị cùng thưởng thức luôn. Tại vì ở đây á thì mình trồng trái cây gì á, thường thường á thì ít có bán lắm, chia cho dòng họ bà con anh em đồ ăn không à. Nè, thì ba mít đây, mít này ba mình trồng nè, trái nào trái nấy bự bự vậy nè các cô chú anh chị. Thì mít thường ở dưới quê mình kêu là mít siêu sớm, mà hiện giờ giá cả nó rớt cục thảm lắm các cô chú anh chị, có mười mấy ngàn một ký à. Nó nhưng mà trồng mít vẫn có lợi, tại vì mười mấy ngàn một ký thì trái mít này nó tương đương khoảng là 20 ký á, các cô chú anh chị. Trái mít này cũng mười mấy 20 ký, nặng lắm, thì nó gần già rồi. Mà nếu như mà nó có giá ra, là nếu mình mà trồng mình không để ăn á, thì trái mít này á, mình kêu lái nó lại là nó cắt là nó có thể nó lấy được rồi đó các cô chú anh chị. Đó, lái nó thử cái là nó lấy trái mít này liền. Mít này là thuộc loại mít nhất nha, thì trái dữ lắm. Ba mình trồng có mấy cây á, để giờ vòng vòng ăn trong vườn. Thì đây là cây mít rồi, đây ba trái, chuyến này cây này chừa nhiều trái xíu, ba trái, 1 2 3 đó. Rồi có trồng luôn xoài nữa các cô chú anh chị. Đây là cái xoài, vòng vòng ngoài sau xoài. Có trồng thêm một số cây mai, cây tắc đều nữa. Mai tắc, đây là cây cây mai. Rồi trồng luôn dàm bầu nữa nha. Thì mẹ mình ăn chay thì thường thường thì ra là bẻ những cái đột bầu, đột mớp. Rồi ở đây là mồng tơ, rồi rau diệu. Không, mà không biết ba mình nói là bỏ trái mít trong chạy là bỏ chỗ nào. Thì bây giờ mình sẽ đi qua đây mình kiếm coi bỏ trong chạy kia bỏ trái mít nào đang mình lấy ra nghe các cô chú anh chị. Đem cho vợ mình gò chẻ ra, rồi mình chia cho một người một mớ bà con vòng vòng ở đây. Thì khu vực từ ngoài trước ngoài ra ngoài sau này nói chung là dòng họ của mình không à. Thì ba mình nhà mình là ba mình thứ sáu, còn cái nhà đó là nhà của ông nội ngày xưa là thứ út, rồi cái đến là bác tư, bác năm, rồi bác hai. Bác hai là ngay gan cái chỗ này nè các cô chú anh chị, nhưng mà bác hai thì không có cất nhà ở đây. Rồi bác hai đi ở trong Vĩnh Gia Vĩnh Điều đang làm đất trỏng rồi các cô chú anh chị. Nói chung thì dòng họ mình thì nghèo khổ, thì không có nghèo khổ nhưng mà cũng không có đến nỗi là giàu có, nói chung là đủ ăn đủ xài. Thì vòng vòng đây được miếng đất trống vậy thì ba mình trồng đại có rồi để ăn chứ không có bán. Ở đây thì cái chỗ này lúc trước ba mình ổng nuôi gà các cô chú anh chị, mà mình không có thích, như là mình không có muốn ba mình nuôi đó, cho nên là mình kêu ba mình thôi đừng có nuôi gà, nuôi gà tội tội lỗi lắm, rồi lớp nó chết, rồi lớp nó ăn thịt đồ nữa nó cũng tội lắm các cô chú, cho nên là ba mình đã nghỉ nuôi gà rồi. Thì đây đây là trái mít đây. Đó, ba mình bỏ 2 ngày nay rồi, ổng không vác vô, ổng nói nặng quá, ổng vác không nổi hay gì đó. Rồi ổng kêu mình vác vô, thì bây giờ mình sẽ vác trái mít này vô cho vợ mình trẻ ra nghe các cô chú anh chị. Nặng như vậy đó hả? Trái mít này phải nói chứ nó cũng gặn là 30 ký rồi các cô chú anh chị, quá xa trái mít à. Trời ơi, lâu lâu trồng thì trái nó vậy nè. Thì cái trái này với trái này nó cũng gần xứng nha các cô chú anh chị. Đó, hai trái này nó cũng tương đương. Ông chồng bỏ 2 ngày nay. Thơm phức. Thơm quá thơm, chín thơm thiệt. Quá đã chứ mít rồi. À, cái cô chú anh chị. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đem vô. Rồi, kêu vợ mình chẻ ra. Chẻ ra thì cho một người một miếng. Thì nói chung ra cũng 6-7 gia đình từ ngoài trước ra ngoài sau. Thì trái mít này thì ăn cũng mệt rồi nha. Không, lâu lâu ba trồng được trái mít. Thì đợt trước á, mình xuống dưới nhà bạn Khương Dừa, mình cũng có chở một trái xuống dưới cho bạn ấy nữa các cô chú anh chị. Trái bạn ấy xẻ đó. Này, ngon lành luôn. Bên đó là ba mẹ mình đang ngồi coi tivi. Em ơi, trái mít nè. Em bỏ con lấy cái bọc con chải ở dưới tặng cho mẹ con trẻ con.
dễ trái mít nha. Để dưới chỗ đó, ở dưới đó, ở dưới đó. Nó ra xíu nữa con, nó ra xíu nữa, sát vô cái giò con á, kéo ngược lên. Rồi ba giác trái mít này mệt mà con chảy miếng chảy đây nè, đây nè. Chân giữa đó, đó. Để 2-3 ngày nay muốn hư trái mít uổng, mít này phải chả ngày hôm qua là ngon. Thôi ra chả trái mít đi. Bữa nay ở nhà chả trái mít ăn bữa ơi, coi con ngon mít của bà chồng ngon không. Bắt đầu chả trái mít nha các cô chú anh chị. Mít này thì nó khoảng là 30 kg à. Nó trái mít nè. Ồ, bữa nay biết chào luôn ha, ghê ha. Ở đây cái này đi ơi. Em nói chuyện cho người ta nghe. Rồi chả đi. Biết chả không? Không, chả đi. Không biết chả anh chả à. Chả đi. Mít bự dữ vậy, thơm. Trái mít coi. Thơm. Thơm hả? Thơm quá thơm luôn á chứ. Tại ba ổng chặt ổng bỏ xuống chứ khoan hả chặt để cho nó chín cây luôn ngon hơn. Tại vì thường thường các cô chú anh chị mùa mưa thì cái cuốn này nè nó hay vô nó thúi cho nên là chẻ đôi đi. Sợ rồi ba mình sẽ chặt đi. Trước. Chặt trước. Thì cái này. Wow. Quá bự chứ mất em. Bị hư đây à. Ừ. Chưa không hư đâu. Ồ không hư đâu, quá ngon chứ mít. Ồ hấp dẫn. Đây là mít siêu sớm nghe quý cô chú. Thử miếng coi ngon không em. Mà quý ông bà cô chú thử à. Ồ mít này ngọt. Ngon. Ngọt, mít này ngon. Thử à. Ngúi bành bành không. Thử à. Bỏ thử con mà. Nụ quý bà cô chú à. Trái mít này ngon, vậy là trái mít này ngon. Ừ. Ngọt. Chả nữa, chả nữa. Chả nữa hả? Anh chả nữa hả? Cho em chả rồi. Bự quá. Bự quá. Nên sao? Chả vậy phải không? Chả luôn. Tới cái cuốn sườn. Ôi, gà đó thấy không? Rồi nó cũng hư rồi. Cái chiều này nó hơi hư cái cuốn xíu. Bởi vì mùa này mình sợ là sợ hư cái cuốn thôi. Ý à. Nó qua xa cho mít rồi quý bà cô chú. Đó. Quá rồi. Tẻ nó ra nữa hả? Trẻ cái cùi ra. Trẻ cái cùi ra. Cho mít trà bá bự luôn. Bây giờ mình cắt ngang đây mình bỏ cái chỗ nó hư đi. Lựa cái nào nguyên ngon cho mấy ổng. Quá. Quá sai. Ngon. Quá xa chấm mít à, bự. Nó mà anh chẻ luôn bên đây ra luôn ha. Đó. Ngon không? Quá xa ngon chấm mít luôn. Rồi chẻ miếng mít này ra luôn nha. Ừ chẻ hết luôn. Chẻ hết luôn đi. Lỡ rồi. Miếng này ngon nè các cô chú, nó không có bị hư. Còn cái đầu kia thì nó hơi hư nha. Quả xá cho mít. Mít này 20 kg. Trên 20 kg. Anh giác nó trên 20 kg. Bội thì không có biết ăn mít mà phái đem cho. Mỗi lần mà mít ông nội có chín thì bội kêu bà nội chẻ đi rồi con đem con cho. Thì chuyến này kêu ba chẻ đi rồi con đem con cho nữa nè.
Hả bội? Quá xa trái mít bự rồi bội ơi. Ngon quá ngon. Mà cô chú nhìn ú, muối không luôn thấy không? Trời ơi. Bội bội có ăn mít không? Thích mít không? Hả? Ăn mít không bội? Hả? Không biết ăn. Không biết ăn mít hả? Trời ơi. Trong mít không biết ăn mít. Dăng bàn tay mà không biết, không biết ăn mít hờ. Bó tay thiệt. Bội bội u. Bội bội chỉ ăn tôm rồi uống sữa không à. Bội bội bị lớn gì chứ còn uống sữa nữa quý ông bà cô chú. Ghiền sữa đó. Ghiền sữa. Không cho ăn được cũng được mà không chủ sữa là không chịu. Quá xa rồi à, bự quá nhiều à. Đỏ ca cho bác Năm hả? À, bác Tư, bác Năm, chị Thanh, anh Bằng, chốt chốt miếng gì luôn không thì trẻ nào lấy cái mâm đó. À, à, bây giờ bỏ bội bưng một miếng đó qua cho Múc trước miếng bự đó đi. À, bưng cho Múc trước miếng bự đó đi. À, để qua rồi. Mâm đó đó rồi bưng đi. Rồi bỏ bội sẽ đi bưng cho Múc nha. Rồi qua bên bển là nói với Múc đàng hoàng nghe con. Nghe. Con đi đường đó sao con không đi? Con đi đường trước kìa. Đi đường bển con sao con không đi? À. Con cho mít gì mà nhiều dữ vậy. Cảm ơn nghe. Dạ. Về nói bà nội Út cảm ơn. Dạ. Vàng ơi, bữa nào cũng đem vô cho hết trơn. Quá nhiều rồi. Xong rồi. Xong rồi hả? Rồi Út nói sao? Không, con đưa cho bà Út, con Út ngủ rồi. Rồi bà Út nói sao? Bà Út nói cảm ơn. Cảm ơn ha. À, đó là trước tiên là ông Út thì hôm nay sẵn đó mình giới thiệu cái gia đình của bên mình luôn nha các cô chú anh chị. Đó. Rồi bây giờ hai miếng đi. Ông Năm. Đây là ông Năm ha, ông Năm gia đình đông thì miếng bự. Rồi ông Tư một miếng. Ông Tư miếng này đi, ông Tư miếng này nhỏ hơn để mình gọt cái khúc này xíu tại vì nó hơi bị hư chút xíu này đây. Đây ông Tư nhỏ hơn nha. Dạ. Rồi. Rồi ông Năm với ông Tư nữa.
năm con. Ơi bà nội cho mít cái bên đây nè ông Năm, ngoài ở đâu nữa ta có gì cho bên đây nè ông Năm, mít bự bên đây nè, cái này hai mít bự này của ông Năm. Bà nội ăn cho miếng mít. Cho ăn tôi miếng mít thì sao? Dạ. Cảm ơn con nha. Dạ. Con ở nhà nữa. À, thì bây giờ thì bội đã đi cho 3-4 gia đình về rồi các cô chú anh chị. Thì bây giờ thì vợ mình đã xẻ ra rồi đây. Thì mình cho những người ta ăn á, thì mình cho những phần nguyên với những phần nó ngon. Còn mình để lại thì những cái phần này mình ăn. Đây, quý vị thấy mít này thì nó rất là ngon nha. Ngọt lắm, mít này nó mít nhà mình trồng. Rồi cái cây này á, không có để phân thuốc cho nên là nó ngọt. Ngon lắm bà. Bà không biết ăn mít nè. Mời quý ông bà cô chú nha. Ồ, bự dữ vậy. Hai đứa ăn mít con. Nè trả giá cho chị miếng mít đi con. Mua cạc bò dưỡng cho miếng mít luôn. Chú. Mít nhà, ăn đi con. Đã không? Ăn mít nè bội. Trời ơi, vậy ha. Ăn. Ngon, ngon, bội uống sữa không à, không chịu qua ăn nha. Cho mít trẻ ra nhiều mà. Nhiều. Cho hết 4 miếng rồi đó các cô chú anh chị. Còn đây nhiều lắm à. Ngồi cho ông Năm với ông Tư, ông Năm Tư nói sao? Cảm ơn. Cảm ơn con có nói gì đó không? Dạ. Con không nói không có chi hả? Người ta cảm ơn ông Tư với ông Năm lại. Cảm ơn lại. Ha. Con nói dạ không? Con nói dạ không mà hả? Ông mít ngon thiệt. Ăn mít mẹ ơi. Để mình kêu mẹ mình lại nghe các cô chú anh chị. Đó. Mẹ nói lại ăn mít. Nè, bà nội lại ăn mít nè. Ăn mít nè mẹ. Ngon lắm rồi, ngon lắm mẹ. Ngọt, mít này nó ngọt là ba lý do là ba ổng không có để không để phân cho nên là nó ngọt. Trái nó hơi nhỏ. Cái muối nhỏ người ta ngọt. Muối gì đâu, dập lửa. Buổi trưa mà có mít ăn vậy cũng ngon lắm các cô chú anh chị. Đây là, mẹ mình nghe. Dạ, các cô chú anh chị. Chào khán giả. Chào khán giả con người miền Tây. Đó. Thì ở quê mình như vậy đó các cô chú anh chị, sống thì có tình làng nghĩa xóm. Khi mà mình có cái trái gì bự hay là nhiều thì cô chú bác thì mình đem lại cô chú bác cho. Hay là mình đi đâu xa về đó, mình mua một mớ men hay là một mớ men hay là cái nem chua hay nem bì gì hay là bánh tráng gì mình cho ngụm mớ, thì người ta có con mà đi như đi Sài Gòn Bình Dương về á, người ta cũng cho là gỡ rồi mình vậy có câu chú anh chị. Nói chung ra là cũng bà con dòng họ gần gần. Thì còn những miếng này thì bội cũng tiếp tục là đi cho, thì ở nhà mình ăn cũng không nhiều, giỏi lắm chừa lợ là 1-2 miếng vậy các cô chú anh chị.
nó một hai miếng thôi, còn nhiêu là mình cho hết. Thì có câu nói thì người ta ăn thì còn, mình ăn thì hết á quý ông bà cô chú. Rồi bà bội tiếp tục đi cho nó hay sao? Coi miếng nào cho cô Thanh cho bác Bằng. À cho cô Thanh cho bác Bằng đó đi. Rồi. Ông đâu à? Bạn áo vô à? À đưa đưa miếng cho bà phải không? Ừ. Ăn miếng rồi thơm ngon quá. Cái này cho cô Hanh, cái này cho bác Bằng. Cái này bác cái nào cũng được hết. Hai cái nào, hai cái bằng nhau. Rồi bà bội sẽ tiếp tục đi cho các cô chú như vậy. Mình sẽ ngồi đây mình ăn thưởng thức đi, để mình lên bà bội đi đi, tại bà bội không có ăn các cô chú anh chị. Nhưng mà được cái là Thảo ăn. Hãy mà mình bẻ xài hay bẻ mít gì đó. Miễn mà bà nội trẻ thì kêu nội để con đi cho. Mà mẹ trẻ thì kêu là mẹ ơi để con đi cho. Thì cũng phải chờ bà bội có đi học về mới dám trẻ, không trẻ về là không cho đi cho là khóc đó các cô chú anh chị. Thấy vậy chứ cũng còn cũng nhỏ không? Được không? Được, nó hư chút rồi. Mít ngoài này ngoài ra mình trẻ ra mình làm cái này mình còn làm cái gì được nữa không ha? Sinh tố. Sinh tố hả? Quay sinh tố uống ha. Con thấy người ta nấu chè mít hay là nấu kiểm gì cũng có mít này cũng được hết á. Bữa nào mình bữa nào mình nấu chè mít này em hả? Bữa nào nấu chè mít đó không ngon, mít này ngọt hơn mới chết kia. Thì tiếp tục bỏ bỏ xả vô cho nữa nha, các cô chú anh chị sẽ đi cho hết cái những cái này luôn, trừ lại một hai miếng mình ăn à. Thì hôm nay thì vợ chồng mình buổi trưa thì không có nấu cái gì ăn ở nhà, không có nấu gì, chỉ có trái mít này thì chẻ trái mít này ra ăn, thì chia cho bà con dòng họ một người một mớ. Rồi video mình hôm nay đến đây cũng xin phép được kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong một video tiếp theo nha. Xin chào.